Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay thì mời anh chị cùng đi một vòng để xem cái giai đoạn 1 á, người ta đã bóc hết những ngôi mộ vô danh chưa nha. Và bây giờ trước mặt chúng ta chính là lò thiêu Bình Hưng Hòa anh chị. Và phần lớn là họ sẽ, em thấy là bên công giáo đó, họ đi chôn từ rất là sớm anh chị, 4 giờ 5 giờ là họ đã đi rồi. Cho nên giờ này chúng ta thấy vắng ha. Với lại là nó cũng có ngày nhiều người mắc, mà cũng có ngày là ít người mắc anh chị. Có ngày giờ này là trong đây chặt đít luôn, có ngày thì giờ này rất là vắng. Và nghĩ lò thiêu Bình Hưng Hòa thì có 4 cái nhà liệm nha. Có 4 cái nhà liệm và 16 cái lò thiêu. Ok, và giờ chúng ta cùng đi. Đây là con đường Tăng Kỳ Tăng Quý.
đường Tân Kỳ Tân Quý nha anh chị. Và trước mặt chúng ta cũng là con đường ngã tư của con đường Bình Long và con đường Tân Kỳ Tân Quý. Cũng như mọi lần, hôm nay mời anh chị đi vào nghĩa trang Phật học Tương Tế trước nha. Sau đó mình sẽ đi qua các cái khu khác sau. Đó, bên đó và đó là con đường Bình Long và con đường Tân Kỳ Tân Quý. Bây giờ chúng ta cùng vào nghĩa trang Phật học Tương Tế. Phật học Tương Tế là một cái nghĩa trang nhỏ trong nghĩa trang lớn Bình Hưng Hòa. Ok, khu này thì được bóc còn 3 cái anh chị, khu này còn 3 cái nha. Đây. Đây, trong một cái khu này thì còn 3 cái mộ, 1 cái, 2 cái, 3 cái. Đúng rồi anh chị, còn 3 cái. Nhưng mà trong cái hàng rào đó, ở trong cái hàng rào sát cái đường của cái lò thiêu đó, em nghe kể ngày xưa người ta chôn lén rất là nhiều anh chị. Người ta chôn lén, người ta chôn mà không có cái ù mộ á, rất là nhiều, có nghĩa là hơn 2 cái là mình cho là nhiều rồi ha. Ok, chúng ta cùng đi ra. Và bên đây trước mặt chúng ta cũng còn một cái mộ nè. Những cái mộ này là có người thân kê khai rồi nha. Có người thân kê khai. Và có người thân kê khai thì bên ban quản lý, bên bóc mộ, họ đã trừ ra và họ để tới ngày lễ, tới ngày Tết Thanh Minh đó, thì họ sẽ người nhà lên bóc, và không bóc thì sau đó thì họ sẽ tiến hành bóc tập trung một lần nữa sau cùng. Đây anh chị, trong này cũng còn một ngôi mộ nè anh chị. Đây, trong đây có một, còn một ngôi mộ nè, là cũng là ngôi mộ mà có người thân kê khai và ấn định ngày bóc rồi. Đây, một ngôi mộ trong đây nữa ha. Và phía sau lưng chúng ta, coi như nãy giờ mình đi qua là em coi 4, 7, 8, nãy giờ mình đi qua là 8 cái mộ anh chị. Phía sau lưng chúng ta là còn 8 cái mộ nha. Ôi trời nắng quá. Ngày xưa thì vị trí này là một cái nhà quan, và cái nhà quan này bị đập bỏ rồi. Và đây chính là mảnh đất thuộc giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Giai đoạn 1 bên đây là 10 hectare anh chị. Khu bên phía lò thiêu này là 10 hectare nha. Đây, khu bên phía này là 10 hectare tất cả. 10 hectare là chạy hết cái khu phía sau và bên hông, bên phải, bên trái của lò thiêu là 10 hectare. Đó, bây giờ mảnh đất này chỉ cần mưa, một cái mùa mưa thôi là bắt đầu đất nó xuống đó anh chị. Ngày xưa có những cái mộ họ đào lên có những cái lỗ, và người ta đã ban xong thì những cái lỗ đó nó chưa thật sự là đầy đất. Cho nên chỉ cần một mùa mưa thôi là đất nó sẽ xuống và nó sẽ bằng phẳng hơn rất là nhiều anh chị. Ok, và bây giờ thì chúng ta cùng vào bên trong nha anh chị ơi. Bây giờ chỉ cần một mùa mưa thôi là đất nó sẽ lún xuống, nó sẽ lấp những cái ngôi mộ người ta đào lên đó anh chị. Là lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái mặt bằng nó bằng phẳng hơn. Trời bắt đầu nắng, trời bắt đầu nắng te tu rồi. Đó anh chị, nó vô đây chích nè anh chị ơi, ghê không? Đó, 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 con nghiện vô đây chích đó anh chị. Đó, nó vô đứng ở đây chích đó. Ok, đây là cái khu này là được bóc hết mộ rồi nha anh chị ơi.
Ok, chúng ta cùng ghé vào khu mộ nhà giàu xíu nha. Khu mộ tộc. Đó, khu đất này phía trước là gần như là bốc sạch rồi nên chị. Đây, khu này không phải bốc sạch, em nghĩ là còn một vài mộ nữa mà người thân họ đã ấn định ngày bốc. Trong ngày Tết Thanh Minh này họ sẽ bốc xong. Ở trong khu này em nghĩ là còn một vài cái nữa mà lâu để em không có vào. Do anh quay nhiều quá, nhiều anh chị nói là sao quay nhiều quá vậy á, cho nên là em không, gần đây em không có vào rồi. Ok, đây là khu mộ nhà giàu anh chị ơi, khu mộ gia tộc. Khu mộ gia tộc trong đây có ông cố bà cố. Trong đây là có ông cố bà cố, rồi anh chị em bà cố cũng có, và cha mẹ bà cố cũng có, con cháu bà cố cũng có trong một cái khu này. Ngày xưa thì lúc còn sống có lẽ là ông cố bà cố rất là giàu, rất là giàu luôn á, mà bây giờ sau khi mất đi thì không có nhiều người chăm sóc cho lắm. Đó anh chị, con nghiện nó vô nó chích xong nó đi anh chị. Đó, nó vô nó chích xong nó đi vậy. Đâu ta, nó đi đâu? Đây là một cái gốc cây anh chị nè, gốc cây vừa rồi em có quay video mà người ta đào gốc cây này lên nè. Đó anh chị vừa thấy một con nghiện ha. Một con nghiện là nó vô nó chích xong nó đi. Và một ngày có rất là nhiều con nghiện nó vô đây nó chích. Ngày xưa cái chỗ mà chúng ta vừa vào á, là cái ổ. Là cái ổ của mấy con nghiện nó vô nó chích xong nó ngồi nó nghỉ ngơi rồi luôn á. Mà bây giờ là cây không còn bóng cây nữa rồi, cho nên là nó không còn vào đây nữa. Ok, đây là cái khu khu 10 hecta thuộc giai đoạn 1 nha anh chị. Chúng ta thấy ở đây còn ngổn ngang các cái quan tài, các cái nắp quan tài nè, rồi cái đáy của quan tài nè, đây mấy chỗ này nè anh chị, nắp quan tài, đáy quan tài ha, mấy cái quan tài đó họ đào lên xong họ quăng đây nè. Ngày xưa là họ dùng bằng gỗ thiệt luôn anh chị, dùng bằng gỗ thiệt, đốt qua một lần rồi nó còn chưa cháy hết nè anh chị đó, mấy cái nắp quan tài nha, đốt qua một lần rồi mà nó vẫn chưa cháy hết luôn. À, trong khu đây giờ là theo mắt thường thấy là bên khu này là khu 10 hecta thuộc giai đoạn 1 nha anh chị ơi. 10 hecta thuộc giai đoạn 1. Đó, bây giờ họ đốt. À, những cái cây còn lại là cái cây này không ai thèm chặt bởi vì nó có quá nhiều gai. Thứ nhất, thứ hai là cây gòn nhẹ quá, không ai thèm chặt anh chị. Chứ nếu những cây này giống như ví dụ như là những cái cây gỗ khác là người ta đã chặt hết rồi. Bởi vì bên nghĩa trang, bên ban quản lý họ cho bên ngoài vào chặt á. Người ta vào chặt sạch hết rồi. Chỉ còn những cái cây gai không à. Những cây mà nhẹ quá hoặc những cây đốt mà nó không cháy á thì người ta không chặt thôi. Còn những cây nào đốt nó cháy là người ta đã chặt sạch hết rồi. Ok, chúng ta đang đi trên giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Và giai đoạn 1 đến hôm nay chỉ còn những ngôi mộ có người thân tới nhận thôi. Còn những ngôi mộ vô danh, những ngôi mộ khác thì gần như là đã được bóc đi hết rồi. Nhưng em còn vướng lại một cái ngôi mộ
không biết là người ta đã bốc đi chưa, không biết là người ta đã bốc đi chưa. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào phía trong ngôi mộ đó nha. Trong đây thì có một ngôi nhà. Ngôi nhà này thì hiện nay là chú này, chú vẫn chưa dọn đi, chú Hằng. Chú này trong này tên là chú Hằng, chú vẫn chưa dọn đi. Chú đang nằm trong đó và đang hút thuốc trong đó. Cái cây này gai không nè anh chị nè, cái cây này gai không, bây giờ ai té ở đây là coi như là nhậu quắc luôn. Gai không à, không ai dám chặt cây này đâu. Chỉ có cái này thì cưa cho nó ngã xuống là đốt thôi, chứ còn đâu dám chặt cây này đâu anh chị. Mà không hiểu cây này nó có giá trị kinh tế gì mà nó người ta lại trồng, hay là do nó có trái chim ăn nó ỉ ra đây là nó mọc lên đây, chứ còn cây này đâu có giá trị kinh tế gì đâu. Gai không à, gai nhọn quắc nè, có gì coi nè, ơi trời gai nè. Đó anh chị, gai không thế này thì đâu có giá trị kinh tế đâu, ai đến đụng tới nó đâu. Trong đây có một ngôi mộ mà em lại là cảm thấy lo lo. Em cảm thấy là không, hình như là chưa bốc hay sao nè. Đây anh chị. Cái ngôi mộ này là anh chị biết lúc sau nó sao không? Đây là ngôi mộ của một em bé nè. Đó, em bé nè anh chị, đây em bé nè, hình bé nè. Và cái hình này dù cho mưa hay nắng gì đó thì bé cũng không bao giờ phai cái hình này đi nè. Đó anh chị, đó. Dù cho mưa hay nắng gì thì hình bé cũng không bao giờ phai. À, trước đây nó bị ngập mùa mưa, bị ngập nước, mùa nắng thì nó như thế này đây. Nhưng mà cái mộ này thì em chưa biết là bốc hay chưa. Bởi vì nhiều năm trước thì nó cũng nằm thế này và bây giờ nó cũng nằm thế này luôn. Anh chị biết sao không? Ngôi mộ này thì nó sẽ dựng đứng nè anh chị. Đây nè, nó dựng đứng lên ha. Nó dựng đứng lên. Nó sẽ dựng đứng lên. Nó dựng đứng lên nè. Cái cây này mọc lên. Cái cây này mọc lên. Thì cái mộ nó ngã ra. Cái cây này mọc lên anh chị. Thì cái mộ nó sẽ ngã ra phía sau. Mà nhiều năm trước là lúc đó chưa bóc cái mộ này, nó vẫn nằm vậy. Mà bây giờ nó vẫn nằm vậy luôn. Thì em không biết là đã bốc hay chưa nữa. Lúc trước nó ngã xuống là do cái cây này nó mọc lên nè anh chị. Do cái cây này nó mọc lên. Đó, cái cây này nó mọc lên. Rồi lần nó xô cái này nó ngã xuống. Và bao nhiêu năm rồi em thấy nó ngã xuống như thế này rồi. Và nó chưa dịch chuyển đi đâu cả. Thì không biết là con ngôi mộ này, ngôi mộ này là ba mẹ bé cái ngày đó là đi tù, ba mẹ bé đi tù, cho nên là không ai ông bà là người lập mộ cho bé thì phải, không còn thông tin gì ở đây luôn, không còn thông tin gì ở đây, không biết là mộ phía dưới đã được bóc hay chưa. Thực sự là bây giờ nặng quá, mình không có khiêng lên được luôn á chị, nặng lắm. Em đang bị đau cái lưng rồi chứ. Ở phía dưới là như mình thấy có một cái lỗ, có lẽ là bóc rồi anh chị ơi. Phía dưới em thấy có một cái lỗ nè, không biết là bóc chưa nè. Có lẽ là bóc rồi hay sao á. Nhưng mà em thấy lâu rồi. Khoảng là năm 2008 là đã như thế này rồi. Mà năm 2008 mà chưa bóc nha, nó vẫn nằm vậy luôn. Và đến bây giờ vẫn nằm như thế này luôn. Cho nên là em có đôi lúc em lo lắng là chưa bóc đi đó anh chị. Có hỏi ông chú trong đây mà ổng cũng đâu có trả lời đâu.
Đó, em thấy cái mộ đây cả chục năm rồi, nó cứ nằm vị trí đó. Mà trong gần một chục năm trước á, thì vẫn chưa bốc, mà đến bây giờ á, thì nó vẫn nằm vị trí đó luôn. Đôi lúc mình hỏi những người xung quanh đây thì họ không có trả lời. Họ hỏi mày ra mày coi đi. Đây, khu này là thuộc giai đoạn 1 và phần này là phần đất của tư nhân. Và nhà nước cũng đã đền bù rồi. Ok, đây là cái phần đất mà mộ vô danh, mộ em bé nhiều nhất trong, không phải là nhiều nhất anh chị, mà là nhiều nhất trong cái khu này thôi. Mà là nhiều nhất trong cái khu này thôi nha anh chị, chứ không phải là nhiều trong so với những khu khác đâu. Đây, khu này là khu mộ vô danh, nhiều lắm. Đã được bóc đi rồi. Ok, đây là phần đất thuộc giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha. Ví dụ đây là một cái ngôi mộ có thân nhân đăng ký kê khai bên nghĩa trang là sẽ lên bốc, cho nên là họ sẽ trừ lại ngôi mộ này anh chị nha. Và bên khu này thì được bốc hết rồi anh chị ơi. Chỉ còn một vài ngôi mộ là có người thân thôi, là họ sẽ ấn định ngày bốc sau. Và trong khu này thì cũng còn một vài ngôi mộ là có người thân, họ đã ấn định ngày bốc rồi anh chị ha. Đây, khu này nguyên khu rộng lớn này thì cũng còn một vài ngôi mộ là có người thân, họ đã ấn định ngày bốc nha. Đó là toàn mấy đứa xì kê không anh chị, còn một cái nhóm xì kê không đó nha, nó vô nó chích rồi nó lấy đồ của người ta, nguyên một nhóm xì kê đó anh chị. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi qua khu 10 hecta, chúng ta vừa đi qua khu 10 hecta đất thuộc giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đã cơ bản là bốc hết, chỉ còn một vài ngôi mộ là mộ có người thân đăng ký kê khai là chúng tôi sẽ lên bốc. Cho nên là bên nghĩa trang họ coi rác này anh chị, họ vào đổ trộm nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi xong khu 10 hecta thuộc giai đoạn 1. Khu 10 hecta thuộc giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hưng Hòa nha. Ok, lỡ thì em đi vào đảo chút xíu luôn ha. Đây là cái ở đây cũng còn một vài ngôi mộ là có người thân ấn định ngày bốc, họ sẽ lên bốc sau anh chị. Và trong đây cũng còn vài cây lớn này thì trong đây có người ta mua rồi. Trong đây thì có một vài cây lớn đó
là có người họ mua rồi và họ đang cưa những cây phía sau kia. Phía sau kia họ đang đào một vài cây nhỏ chị, cây nhỏ thôi nhưng mà nó có thế đẹp á, cho nên họ cũng mua luôn. Và họ đã và đang đào đằng sau phía sau đấy, mình đi thấy có hai người đi ra đó, là họ hôm nay họ đang đào phía sau đó. Phía trong kia có một cái cây lớn thiệt lớn ha, là cũng có người mua luôn rồi. Cây này cũng có người mua luôn rồi. Họ mua là họ chặt hết cái tán đó chị, họ giữ lại cái gốc thôi. Họ trở về đâu đó thì mình không có biết. Và trước mặt chúng ta cũng có một cây cổ thụ phía trong đó. Phía trong kia có một cây cổ thụ thì cũng có người mua rồi ha. Và ở đây thì có 4 cái cây được bán đi. Cũng có nhiều cây nhỏ được bán đi lắm anh chị, nhưng mà gần đây nhất thì có 4 cây được bán đi thì cùng một người mua luôn. Ok, ở đây là một cái bức tượng, tượng này là tượng ông gì em quên rồi. Nhưng mà họ chuyên coi cai quản các linh mục, các linh hồn. Nhưng mà bức tượng này cũng được chở đi rồi, em không biết người ta chở đi đâu nữa. Nhưng có một người họ chuyên thu gom cái bức tượng này. Rồi, như vậy là em vừa giới thiệu cho anh chị xong giai đoạn 1. Anh chị thấy ở bên kia có nhà, họ đâu có sợ đâu anh chị. Họ mở cửa ra cho mát rồi. Bình thường họ bao giờ sợ đâu. Ngày bình thường, ngày còn bộ hay là không còn bộ gì đó thì họ cũng mở hết cửa ra cho thoáng cho nó mát, chứ họ đâu có sợ gì đâu. Nhưng mà bản thân mình lâu rồi mình đi vào đây á, lúc trước thì mình sợ. Sợ bởi vì xì ke nó chích xong nó quăng ống, nó quăng ống dưới những cái lớp cây lớp lá đó thì mình biết đâu. Nó quăng thì nó nằm xuống mà sau này nó lại dở đứng lên. Mình vào đó mình dậm là chết luôn. Và phần lớn con nghiện nó nghèo lắm, nó hay dùng chung kim tim và nó truyền bệnh cho nhau, cho nên là mình dậm được kim tim nó mình cũng ớn. Đó anh chị, bên kia thì có mấy con nghiện nó ngồi đó ha, nãy mình đi qua mình thấy đó anh chị. Và đó chính là cái nhóm nghiện làm biến nhất cái nghĩa trang Bình Hòa này, là cái nhóm nghiện chuyên đi ăn cắp vặt, không những của những nhóm khác trong nghĩa trang này mà còn ăn cắp buôn luôn của những cái cơ sở kinh doanh của những người bán bên ngoài nghĩa trang luôn. Và ngày xưa ở đây có một cái mộ của em bé rất là linh thiêng. Người ta vào người ta xin số nè, rồi đây, vị trí này anh chị, người ta vào người ta xin số rất là tùm lum hết. Rồi một thì người ta đồn thổi lên 10. Thì mình nghe nói là linh thiêng á, bởi YouTuber vào quay nè. Rồi cái người mà trong coi á thì họ đồn thổi lên nữa. Cho nên làm cho cái khu này nó rất là linh thiêng. Rồi, em xin được kết thúc giai đoạn 1 của nghĩa trang Bình Hòa tại đây nha. Giai đoạn 1 của nghĩa trang thì bao gồm 12 hectare. Thì bên khu này nãy giờ mình đi là 10 hectare nha anh chị. 10 hectare. Và bên kia thì còn 2 hectare nữa. Rồi, xin chào tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị ở video thứ sau nha.